Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 4 mùng 5 đến mùng 9 tháng 2, tại Bắc Bộ sẽ có đợt không khí lạnh tràn về, trời rét, có thể đạt ngưỡng rét đậm. Xu thế chung của theo đánh giá của chúng tôi là ở Bắc Bộ thì như tôi vừa nói thì có cái đợt rét nó sẽ kéo dài từ mùng 5 đến kéo dài đến khoảng mùng 8 đến mùng 9 tháng 2. Và sau đó thì tăng dần, nhiệt độ tăng dần đến khoảng gần ngày 18 19 tháng 2, tức là ngày 30 đến 30 tháng Chạp hoặc là ngày mùng 1 Tết thì sẽ có đợt không khí lạnh mới tràn về Bắc Bộ chúng ta, Bắc Bộ, và có lẽ là sẽ gây cái giảm nền nhiệt độ. Nhưng cái đợt này thì không gây rét đậm ở khu vực Bắc Bộ. Chúng tôi đánh giá rằng nhiệt độ ở Bắc Bộ thì ngưỡng rét và sẽ có cái mưa, cái dạng mưa phùn, mưa xuân trong những đầu năm mới. Trong tháng 2 năm 2015, có khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 4 đợt không khí lạnh, bao gồm các đợt tăng cường gây gió mạnh trên Biển Đông và một đợt rét đậm rét hại ngắn ngày ở các tỉnh miền Bắc. Từ nửa cuối tháng, nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần và cao hơn so với trung bình nhiều năm. Tại khu vực Trung Bộ, phổ biến có mưa nhỏ và rét trong thời gian có không khí lạnh. Sau đó, không khí lạnh suy yếu nhanh, mưa giảm, nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, phổ biến ít mưa, tình trạng khô hanh cục bộ có khả năng xảy ra ở một số nơi. Ở Bắc Bộ thì theo đánh giá chúng tôi thì có cái thuận lợi cho cái điều kiện khí tượng nông nghiệp ở khu Bắc Bộ. Tuy nhiên ở các khu vực khác thì như ven biển Trung Bộ và Nam Bộ thì sẽ có cái hiện tượng khô hạn và thiếu nước cũng như là xâm nhập mặn thì sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động của nông nghiệp ở khu vực này. Trong năm 2015 có khoảng 9 đến 10 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó có 4 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cũng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm.